Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm đã bị cải bẫy hay chăng? Vào ngày 8 tháng 11, Tô Lâm vẫn chủ trì lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam, vẫn đăng đàn nói về thượng tôn pháp luật và hiến pháp. Tuy nhiên, Đại tướng đã không nói rõ sứ mệnh chính, ông là thượng tôn đàn áp, bởi vì hiện trung bình cứ 100 người dân trong nước thì có 2 công an theo dõi và canh giữ. Một con số kỷ lục hiếm thấy trên hành tinh này. Một tuần trở lại đây cũng đang tồn tại hai giả thiết ở Việt Nam. Thứ nhất, chuyện Bộ trưởng Tô Lâm đớp thịt bò giáp vàng là một phi vụ không thể nào hoàn hảo hơn của bố già Nguyễn Văn Hưởng đánh Tô Lâm từ xa nhưng sát ván. Đây là hình ảnh cựu Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng bên trái và cha ruột của Đại tá Nguyễn Duy Linh vừa mới bị xét xử vì nhận hối lộ 5 tỷ đồng của Phan Văn Anh Vũ. Đó là vụ án Nguyễn Duy Linh phải ra tòa. Thứ hai, scandal mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang chịu trận chỉ là thuyết âm mưu, chẳng phải chuyện gì to tát cả. Ở đất nước luôn có các phi vụ đánh quả tù mù, chấn lột cả thần linh, như thơ của Nguyễn Du nói, thì cả hai giả thiết này đều có các lập luận ủng hộ hay phản bác cùng song song tồn tại. Tuy nhiên, các diễn biến gần đây trên thực tế dường như đang nghiêng về phía Tô Lâm bị cải bẫy nhiều hơn. Đây là điều mà dư luận đang đưa ra. Hiện tượng đầu tiên đã cho thấy ngay việc bị cải bẫy gần với sự thật. Đã có tin Facebook nói đang điều tra lý do bò sát vàng là từ khóa bị chặn. Cũng vào hôm 9 tháng 11, công ty mẹ của Facebook cho biết họ đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng Nucleus Cooker với tên cúng cơm là ZB, tức là thánh rắc muối, sau khi phát hiện ra rằng cụm từ ZB đã bị chặn trên toàn cầu chỉ vài ngày sau khi một video dài 41 giây cho thấy vua đầu bếp này đưa một miếng thịt bò rát vàng vào miệng quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại London trong nhà hàng sang trọng đắt tiền hàng đầu thế giới. Cũng không rõ vì sao, vì trước đây từ khóa này đã bị yêu cầu chặn và theo hãng Reuters, người phát ngôn của công ty cũng từ chối bình luận về những lý do khả dĩ. Trong lúc bị chặn, việc tìm kiếm với từ khóa lại dẫn tới một tin nhắn khác cho biết về việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Các clip 41 giây do tay chủ nhà hàng Nucleus Cooker quay cảnh Tô Lâm táp miếng bít tết, sau đó thánh rắc muối đưa lên tài khoản TikTok của mình. Cứ cho là chỉ để quảng cáo nhà hàng của anh ta. Vậy thì khi ai đó muốn anh ta gỡ xuống sau vài tiếng đồng hồ, theo chỉ thị của Tô Lâm chăng, thì đương nhiên là phải trả rất rất nhiều tiền. Nhưng kỳ lạ hơn là không bao lâu sau đó, công ty mẹ của Facebook đang cho kiểm tra lại và nói rằng đã bỏ chặn từ khóa tìm kiếm về đầu bếp nổi tiếng này. Vậy là một lần nữa, thiên hạ lại có thể tự do tiếp cận cái clip ấy hết sức thoải mái và nhìn thấy rõ bộ mặt thật của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã tiêu tiền trên xương máu nhân dân ra sao giữa đại dịch Covid-19 ở trong nước. Đây là hình ảnh cảnh cắt ra từ clip cho thấy Bộ trưởng Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng do thánh rắc muối đút vào tận miệng. Rõ ràng ở đây có mối tương quan giữa lực lượng chặn và lực đẩy. Đàn em nằm vùng của Tô Lâm thì được cho rằng gia đình đã chặn cái clip làm hại chủ. Ngược lại, các thế lực muốn hất Tô Lâm lại muốn đẩy tiếp cái clip ấy lên trên mạng càng nhiều càng tốt. Điều thú vị tiếp theo là các thế lực muốn hất gã Tô Lâm đã có dấu hiệu xuất hiện công khai trên truyền thông trong nước. Đó là vào ngày 8 tháng 11, trang mạng Sinh, trụ sở hữu đông đảo người theo dõi, là cơ quan truyền thông bán chính thức đầu tiên ở Việt Nam dám sờ giải ngựa khi giật tít một bài viết khá giật gân rằng nhiều người tiêu dùng châu Á không mua nổi thịt bò. Nhiều trang mạng khác cũng khát nước theo vừa tới tấp đăng lại bài của Sinh. Các cư dân mạng thì cười khoái trá và vỗ tay đồm đốp. Hoan hô các tờ báo trong nước đã xỏ lá nhưng rất có đạo đức dám chọc ngoáy miếng bít tết của Bộ trưởng Tô Lâm, khiến nhà nhà người người được trận cười khoái chí. Chưa hết, đúng vào ngày 8 tháng 11, khi lệnh giải cứu sếp được ban hành, tờ báo của Tô Lâm có tên là Công an Nhân dân cũng đăng tải một xã luận khét tiếng để chửi các thế lực thù địch với tựa đề là luận điệu suy diễn quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Chủ trang vietstudy.net Trần Hữu Dũng, cựu giáo sư kinh tế tại Hoa Kỳ, có đầu óc nhạy cảm đặc biệt, đã mùi thấy mùi khét từ Hà Nội khi ông bình luận rằng đọc bài này mà phát tức cười.
nói vòng vo Tam Quốc nhưng cốt ý để ám chỉ rằng trong 19 điều mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa cấm đảng viên không được làm thì không có điều nào cấm ăn bít tết dạt vàng. Đây là hình ảnh ngồi cạnh bên Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an là Trung tướng Tô Ân Sô, người từng nói ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ, trong khi chỉ một miếng cái dây thắt lưng của ông ta mà tướng Sô đeo đã có giá tới 115 triệu đồng. Và tiền này lấy đâu ra? Đó chính là tham nhũng. Và chỉ có cái thế lực thù địch mới suy diễn bậy bạ, xuyên tạc việc đảng viên Tô Lâm ăn chiêu đãi thịt bò rắc vàng. Thanh Minh, Thanh Nga kiểu này thì thật đúng là gậy ông lại đập lưng bà. Phái muốn hạ thì gở mồm đến mức nói công khai trên mạng là Tô Lâm bị chính cụ Lê Đình Kình 58 năm tuổi đảng, 85 năm tuổi đời báo ứng do cụ bị giết tức tưởi trong đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại thôn Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, với việc huy động hơn 3.000 công an với đủ các loại vũ khí đàn áp chưa tới một chục hộ người dân. Thì quả là trận hợp đồng có thể đưa vào trường C500 để giảng dạy. Nhưng thôi, chuyện tâm linh này xin không đào sâu thêm đau lòng. Chỉ có điều trên đời này, trần âm sao vậy, có vay thì có trả. Tô Lâm lên kịch bản, thậm chí có thể chính y chứ chưa chắc đã là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký vào mật lệnh 419A để triệt hạ cả thôn Hoành nếu có chống đối. Lùi vào hậu trường cuộc đao búa để hạ hay giữ Tô Lâm còn nhiều tình tiết mà người có đầu óc bình thường không thể hiểu nổi. Hàn Nguyễn Phú Trọng cũng không bao giờ quên Tô Lâm, vốn là đệ tử ruột của đồng chí Ba Dũng một thời trước đây. Nhưng rồi cũng chính nhờ Tô Lâm trở cờ và Nguyễn Phú Trọng mới dẹp tiệm nỗ lực duy trì lực lượng kiêu binh do Ba Dũng và Nguyễn Văn Hưởng cai cắm lại trong Bộ Công an. Đây là hình ảnh ông nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp của một bộ chính trị trước đây. Tuy đã nhốt được quyền lực vào cái lồng riêng của mình, Nguyễn Phú Trọng vẫn thấy chưa hề an tâm. Mặc dù được đích thân ông Tập Cảnh Bình bảo lãnh công khai, Nguyễn Phú Trọng thấy bốn chân ghế của mình vẫn chưa thể là vững nhất. Bản tính chờ cờ của Tô Lâm làm ông ăn không ngon, ngủ không yên, nhất là cái kết quả xử con trai ông Hưởng vừa rồi, khiến ông có cảm tưởng rằng ông vẫn thua Hưởng và Lâm một hiệp. 4,5 triệu USD hay còn nhiều hơn nữa vẫn bốc hơi sau phiên tòa mà Nguyễn Duy Linh lại thoát hiểm. Chỉ 1/3 thời gian thi hành án sau phúc thẩm, lúc ấy chỉ còn 4 trên tổng số 12 năm, cộng thêm cái lệnh ân xá thì chỉ khoảng 3 năm nữa, Linh có thể ôm khối tiền khổng lồ để đền ơn đáp nghĩa với nhiều người khác, nhưng chắc chắn Trọng sẽ không có phần. Quan chức cộng sản là thế, từ xã, làng, huyện, tỉnh đến trung ương, đâu đâu cũng tham nhũng cả. Đấy là chưa nói đến ít khi xử được một vụ án gọi là vật đúng tên, tức là xử một vụ tham nhũng khủng. Ấy vậy mà 5 tỷ Việt Nam đồng thu về chỉ bằng con số lẻ của 115 tỷ đồng tính từ tổng số đô la mà gia đình Nguyễn Văn Hưởng được cho rằng giấu được. Cuối cùng nói thêm về giả thiết phản bác cho rằng chuyện Tô Lâm ăn bít tết dắt vàng chỉ là chuyện bao đồng. Tô Lâm vẫn được Phạm Minh Chính ưu ái thể hiện năm 2006 tháng 11 khi đoàn về đến Hà Nội và không rõ Tô Lâm xin anh Thủ tướng cử. Đã được đại diện cho cả đoàn xuống sân bay chụp ảnh với kiện hàng quà tặng của bà con Việt Kiều. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng đạo luật nhân quyền Manesky do 10 tổ chức xúc tiến. Và khi đạo luật này có tác dụng với những nhân vật vậy thì họ không thể bước sang khỏi những nước dân chủ tư bản để có những chuyến viếng thăm còn ăn thịt bò rát vàng nữa. Động thái này hơi trái khoáy với kiều bào ở ngoài vì bà con thường nghĩ rằng Bộ trưởng Ngoại giao chuyển quà của bà con cho Bộ Y tế phù hợp hơn chứ. Màn kịch dựng vội nên hơi lộ liễu, khá dở. Chưa hết, và sang ngày 8 tháng 11, Đại tướng Tô Lâm vẫn đăng đàn chủ trì buổi lễ và thuyết diễn về đạo đức cách mạng nhân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Một vị bộ trưởng nắm trong tay 2 triệu quân, tức là tính cả lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nghĩa là cứ 100 người dân thì có 2 công an theo dõi và canh giữ. Thêm cả chó béc dê, ngựa và nghe nói sắp mua sắm cả máy bay riêng cho lực lượng nào đó trong công an, thì Tô Lâm tỏ ra không hề nao núng. Nhưng hãy chờ xem đám mây vân cẩu sẽ vần vũ kiểu gì khi cơn giông tố triệt tiêu lẫn nhau giữa các đồng chí chỉ có cái tên là cộng sản.
Một bà má miền Nam từng nuôi dấu cán bộ nằm vùng đã tâm sự như sau. Mỗi lần nghe một thằng trung ương hay bộ chính trị bị trảm, má mừng như ngày xưa nghe tin diệt được một ác ôn. Tội nghiệp quá má ơi, má đừng mong lũ con cháu mà cứ phải lao vào giết chóc lẫn nhau mãi như thế. Má phải cầu cho người ta sửa cái thể chế, đẻ ra cả lũ độc tài và tham nhũng ấy mới giải quyết được tận gốc vấn đề. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận "Hay là Tô Lâm bị cải bẫy" của tác giả Trần Văn Đông đăng trên blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm nay thứ Bảy 13 tháng 11 năm 2021. Mời các bạn chia sẻ bản tin này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.